Thì bên khu vực này là khu vực nhà xưa không luôn á, khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền đâu nè, Nguyễn Văn Cừ đâu á, nhà xưa xưa không à, nhà của thời Pháp á, mấy nhà bây giờ mắc tiền lắm á. Chào mừng các bạn đến với kênh Cảm Nhận Cuộc Sống, mời các bạn theo chân mình khám phá và tận hưởng niềm vui. Chúc các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tham quan khu vực của phường 1 nha các bạn, khu vực giữa củi rồi đó. Thì bây giờ là mình đang đi trên đường này, đường Nguyễn Văn Cừ nha các bạn. Thì trước mặt của mình là ngã tư Đào Duy Từ với lại Nguyễn Văn Cừ. Thì sẽ tới chút xíu nữa sẽ bên phải mình sẽ có trường Bổ Túc Văn Hóa đó mấy bạn. Đây nè, đó, trường Bổ Túc Văn Hóa. Thì đây tới chút xíu nữa thì ngã tư này là ngã tư của Phạm Ngũ Lão với Nguyễn Văn Cừ. Thì cái đường Nguyễn Văn Cừ này á, khúc cuối của Nguyễn Văn Cừ này mấy bạn, thì sẽ có một cái quán cái bằng quán bò kho nha mấy bạn. Đường này quán bò kho ngon lắm á, thì thấy khách ăn cũng đông lắm. Còn đây ngã tư này là ngã tư của Phan Chu Trinh và Nguyễn Văn Cừ nha mấy bạn. Nó thì chút xíu nó sẽ tới nè, bên phải mình cũng có quán cà ri bò kho, rồi lên chút xíu nó cũng có cái quán cà ri bò kho nữa. Thì đây là đường Cách Mạng, đây là cái ngã tư Cách Mạng tháng 8 với Nguyễn Văn Cừ nha mấy bạn. Bên phải mình có quán cà phê Hoa Sứ nè, còn bên trái mình nè, đây bên trái mình là có mấy cái quán bò kho rồi nè mấy bạn. Thì trước mặt của mình là bây giờ là cái chuẩn bị tới là đường Nguyễn Huệ nha mấy bạn, ngay công trường Giải Phóng á, cầu Bon ngày xưa đó. Đó, bây giờ mình đang trên đường Nguyễn Huệ, rồi bây giờ mình sẽ quẹo qua đường Đinh Tiên Hoàng nha mấy bạn. Đây, bây giờ mình quẹo trái qua Đinh Tiên Hoàng. Thì hôm nay chạy cũng trời cũng lúc nắng lúc mưa mấy bạn, lúc nắng lúc chuyển á, bởi vì không video nó không mới được sáng lắm. Đây giờ mình đang trên đường Đinh Tiên Hoàng, thì đây là Cách Mạng tháng 8 với lại Đinh Tiên Hoàng ngã tư nè mấy bạn. Mình xuống chút xíu nữa sẽ tới cái ngã tư của Phan Chu Trinh với lại Đinh Tiên Hoàng nha mấy bạn. Đây ngã tư của Phan Chu Trinh với Đinh Tiên Hoàng. Rồi qua cái ngã tư này sẽ tới cái ngã tư của Phạm Ngũ Lão và Đinh Tiên Hoàng nha mấy bạn. Đây bên bên phải mình á cũng có một cái quán phở bò cũng ngon lắm, mà bây giờ mình ít có ăn. Rồi bên phải mình đây nè là có kêu bằng Lương Y mấy bạn, Dương Long, Dương Đức các mấy bạn, Trăm Cú rồi đó. Còn ngã tư là ngã tư Đào Duy Từ với lại Đinh Tiên Hoàng nha mấy bạn. Bây giờ mình chạy thẳng xuống Lý Thường Kiệt, rồi mình vòng qua bên đường Ngô Quyền. Đây mình đang quẹo phải qua Lý Thường Kiệt. Đó, bên phải mình là trường phường 1 nè mấy bạn. Giờ mình sẽ quẹo phải qua bên Ngô Quyền nha. Đây mình quẹo phải qua bên Ngô Quyền. Thì ngay cái góc của Ngô Quyền với Đào Duy Từ nè mấy bạn, bên phải á, ngày xưa có cái dựa củi nha mấy bạn. Khu vực phường 1 này mà gần trường phường 1 á là dựa củi không à. Đây nè, bên trái mình nè, bên trái mình ngay góc Đào Duy Từ với lại Ngô Quyền á có cái dựa củi. Rồi bên trái mình nè có cái Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm nè mấy bạn. Còn trước á thì đây là cái ngã tư của Phạm Ngũ Lão và Ngô Quyền. Mình sẽ đi tới chút xíu nữa sẽ tới ngã tư của Ngô Quyền và Phan Chu Trinh nha các bạn. Đây Ngô Quyền, Phan Chu Trinh. Còn bây giờ á, là mì Kim Thí á, là mua lại của Hiệp Lại nha mấy bạn, ngay ngã tư này luôn nè mấy bạn. Đó bên trái của mình á, Kim Thúy á, là mua lại của Hiệp Lại. Hiệp Lại bây giờ tiệm mì Hiệp Lại bây giờ dời về đường Trần Hưng Đạo nha mấy bạn. Thì nãy là ngay cái ngã tư là ngã tư của Cách Mạng tháng 8 với lại Ngô Quyền đó các bạn. Thì Kim Thí, mì Kim Thí mua của Hiệp Lại ngay chỗ đó rồi đó. Thì giờ để mình vòng lại
tại cái đường nhỏ xíu à, mình chạy cái hết đường, chạy cái hết đường này để mình phải chạy vài vòng mới là cho mấy bạn xem hết được. Thì giờ mình đang vòng ra đường giữa nè, đường Hai Bà Trưng nè. Giờ mình quẹo vô Cách Mạng 8 nha các bạn. Đó, ngày xưa thì đây nè, Kim Thí, mì Kim Thí bên phải mình. Bây giờ là mua của Hiệp Lại rồi, thì ngay cái góc này luôn nè. Đó, cái góc Cách Mạng tháng 8 nè. Bây giờ nhỏ quá, cái mấy cái chỗ quẹo này, mấy cái đường này ngắn ngắn nhỏ nhỏ không mà mình không có chạy theo trình tự được nữa. Đó, thì đường này đường Cách Mạng tháng 8 nha các bạn. Đâm qua bên Đầu Voi luôn á các bạn. Đó, bây giờ mình quẹo, mình lại quẹo xuống đây là Nguyễn Văn Cừ lại. Để mình chạy vòng cho mấy bạn xem. Tại mấy bạn biết sao mà chạy không đúng trình tự được không? Tại vì đường Xô Viết Nghệ Tĩnh á thì cũng là một chiều, mà đường Hai Bà Trưng cũng một chiều nữa. Đây hơi bị khó chạy. Hơi bị khó chạy theo trình tự. Đó, xa xa bên cái góc trái của mình là Thanh Tâm đó mấy bạn, bán trang trí nội thất đó. Đường này đường Phan Chu Trinh nha mấy bạn. Đó, cái đường Phan Chu Trinh này đâm thẳng qua Chợ Giải luôn á. Giờ mình đi quẹo lại đường Hai Bà Trưng đường giữa. Thì để mình quẹo trái vô đường Phạm Ngũ Lão nha mấy bạn. Wow, có xe. Thì cái bên phải mình nè mấy bạn là có Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm đó. Rồi ngay cái góc nhà vàng vàng nè, ngay chỗ này là bên trái mình là ngày xưa mấy bạn biết quán Thuận không? Đó, là quán Thuận nằm ở đâu đây nè. Lâu quá rồi mình cũng không còn nhớ nữa, mà quán Thuận nằm đó đó. Thì đây là mình đang chạy trên đường Phạm Ngũ Lão. Thì mấy bạn chạy thẳng ra nữa là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Giờ mình sẽ quẹo qua Nguyễn Văn Cừ. Mình đi vòng vậy. Mấy bạn nào nhà ở đây chắc nhìn sẽ còn nhớ. Khu vực phường 1, khu vực này là ngày xưa bán củi không luôn á, giữa củi, tại vì ghe chở củi lên nó dễ cặp mé sông á. Giờ mình quẹo cái đường này, cái đường Đào Duy Từ nha mấy bạn. Chạy vòng cho bạn xem vậy đó. Thì Đào Duy Từ này chạy thẳng ra sẽ là đường Hai Bà Trưng đường giữa. Đó, ngay chỗ xe vàng vàng đó là ngày xưa có giữa củi ở đây các bạn. Ngay chỗ rửa xe số 6 nè, đó. Giờ mình quẹo qua đường này, đường Ngô Quyền. Mình sẽ quẹo phải nha mấy bạn, quẹo phải ra đường Trần Minh Phú nha các bạn. Cái đường Trần Minh Phú có chút xíu à. Đây, cái đường Trần Minh Phú bên phải của mình á. Để mình lên trên mình vòng lại. Mình tính quẹo phải rồi mà quẹo không được. Đó, đi ngang lại phường 1, đường Lý Thường Kiệt. Đây, để giờ mình đi cái đường này là đường Đinh Tiên Hoàng nha mấy bạn. Mình sẽ chạy hết cái đường này cho mấy bạn xem. Thôi, mấy bạn nào mà nhà đường Đinh Tiên Hoàng sẽ nhớ nha. Nãy đường Đinh Tiên Hoàng á, mình ở trên mình chạy xuống, bây giờ ở dưới mình chạy lên để cho mấy bạn quan sát hết cái khu vực của phường 1. Khu vực này là khu vực bên giữa củi rồi nha mấy bạn. Nhiều khi mấy bạn lầm nói khu vực phường 1 là nằm ở bên chợ của mình á, bên chợ lớn á. Thì bên khu vực này là khu vực nhà xưa không luôn á. Khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền rồi nè, Nguyễn Văn Cừ rồi á, nhà xưa xưa không à. Nhà của thời Pháp á. Mấy nhà bây giờ mắc tiền lắm á.
Giờ mình vòng ra lại, mình vòng ra lại đường Ngô Quyền đi. Đây giờ mình đi vòng hết cái đường Ngô Quyền này luôn, đi tới đi lui, đi tới đi lui. Mình đi hết cái đường Ngô Quyền này, mình sẽ quẹo xuống đường Trần Minh Phú nha mấy bạn. Đó, cái đường Ngô Quyền của phường 1. Đây bên trái mình là tòa án nè. Thôi góc đó, góc tòa án nhà xưa đó mấy bạn, tòa án thị xã. Nó ngay ngã tư luôn á. Đây là Ngô Quyền, Phạm Ngũ Lão, đó, Minh Nguyệt của Sĩ Lâm mà bên phải. Mình chạy vòng vòng tới vòng lui mấy bạn nhìn hồi cũng thấy hết rồi phải không? Đây là Đào Duy Từ với lại Ngô Quyền. Giờ tới đây mình sẽ quẹo phải vô Trần Minh Phú nha mấy bạn. Đây mình quẹo phải nha. Đây mình vào Trần Minh Phú. Trần Minh Phú này nhà có nhà bảo sanh Thuận An đó mấy bạn. Mấy bạn nào mà ngày xưa chắc biết. Thì bên góc phải mình nè là Tự Lực nè. Đây Tự Lực. Chạy thẳng qua bên kia là đường vô chùa Ông Bổn á. Rồi bây giờ mình ra lại đường Hai Bà Trưng. Rồi mình đã quay hết cái khu vực của phường 1 nha mấy bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay thì nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình để mình làm những video sau hay hơn. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình để mình làm những video sau hay hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.